Cách đây 10 năm chúng tôi xin cung cấp tình tiết mới có thể giúp quý vị có cái nhìn từ nhiều phía hơn về sư cô Xuân Liên của Tịnh Xá Từ Quang, người mà quý vị cho rằng có liên quan đến cái chết của sư cô Liên Thi vào 10 năm trước. Dưới đây chúng tôi sẽ trích dẫn một số nội dung quan trọng trong bài phỏng vấn của tờ Nhật báo Viễn Đông, phỏng vấn Hòa thượng Thích Minh Tồn viện chủ chùa Pháp Hoa, người có gửi đồ vào nhà kho phía sau Tịnh Xá Từ Quang nơi phát hiện xác của sư cô Liên Thi. Kính mời quý vị lắng nghe. 6 giờ chiều thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2010 tại chùa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Minh Tồn trực tiếp trả lời phỏng vấn của phóng viên. Ngồi bên cạnh là một thanh niên chạc 30 tuổi, sư thầy gọi là cháu, tên là Phù Thuận, người đã phát giác ra xác chết trong nhà kho. Sau khi được phóng viên hỏi về những thông tin tố cáo mình của sư cô Xuân Liên thông qua báo chí, thì hòa thượng trả lời rằng: người nào gieo gió kẻ đó gặt bão, tạo duyên lành thì quả lành, mà nhân dữ quả dữ. Với lại chúng tôi trong một năm nay vô nhà thương đến 3-4 lần vì chúng tôi xuất huyết bao tử. Cá nhân tôi xuất huyết bao tử, nằm ở bệnh viện từ bên Garden G dốc tới bệnh viện ở bên Phao Tần Văn Ly. Như vậy năm nay nằm bệnh viện 4 lần huynh biết không? Thành ra cái chuyện đó là thưa huynh như vậy. Thật ra chúng tôi muốn im lặng, không muốn nói gì hết. Bởi vì cái gì ở đây báo chí Mỹ, với lại khi chính quyền người ta chưa điều tra rõ, người ta chưa lên tiếng, thì tất cả những dữ kiện hay giả thuyết gì thì đó chỉ là giả thuyết thôi chứ không phải là sự thật. Nhưng mà chúng tôi lưu ý một điều, khi báo chí mà đăng những tin tức có những điều chúng tôi không muốn nói là thiên lệch, dù cho trung thực đi nữa nhưng mình là người phải có trách nhiệm, và khi làm báo có lý tưởng là phục vụ cộng đồng, những cái tin tức gì mà chín chắn, rõ ràng thì mình đăng lên. Khi được hỏi về mối giao hảo của Hòa thượng với sư cô Xuân Liên, Hòa thượng cho rằng mình có giao hảo với sư cô từ lúc sơ khai, cũng đã trên 30 năm, từ ở Việt Nam mà lúc chưa xuất gia, đến lúc sư cô tu tại Mỹ. Thầy đã nhiều lần giúp đỡ sư thầy, nói trong thời gian đầu chúng tôi giúp đỡ sư cô biết bao nhiêu lần, từ cái mái nhà patio phía sau mà khi nó sập xuống. Người chủ Việt Nam cho muốn ngôi nhà cũ với giá hình như 1.200 đô la gì đó, mà sập xuống. Mỹ nó kêu nó nói, chúng tôi phải bỏ tiền ra 2.000 mấy để mà đỡ cái mái nhà đó lên giúp cho sư cô. Sư thầy nói tiếp, khi mà về đây, huynh biết không, từng cái bông, cái cỏ chúng tôi cũng đi xin để mà trồng cho sư cô. Cái bàn thờ đó 1.800 đô la bằng cẩm lai chúng tôi cũng mua cúng dường cho sư cô nghe. Từ cái cây chuối hay là cái cây đu đủ chúng tôi cũng trồng cho sư cô. Từng cục gạch chúng tôi cũng lót cho sư cô. Từ cái giấy chúng tôi cũng mua giúp cho sư cô. Nhưng mà báo chí đăng cái điều nói chúng tôi ở mà không trả tiền nước, chúng tôi là người thông cảm giúp đỡ cho sư cô hết tình như vậy nghe. Mà báo chí không biết nghe lời ai. Mà theo chỗ chúng tôi biết, cái dữ kiện mà báo chí đăng là do sư cô sắp đặt cho những người ở trong chùa. Chứ không một người nào mà có cái trí huệ, có cái sự hiểu biết, có cái sự nhìn hiểu biết thì không ai nói vậy hết. Tại sao người ngoài mà lại rõ những chuyện như vậy? Có nghĩa là nói thiên kiến như vậy nghe, rồi dùng cái chữ nó này, nó kia trên báo chí. Thì thật ra chúng tôi muốn yên lặng, không muốn nói gì hết. Còn cái sự kiện chùa chiền của sư cô chúng tôi không rõ, bởi vì chính sư cô bảo lãnh người đó. Khi được hỏi về vụ phát hiện thi thể trong nhà kho nơi hòa thượng muôn để đồ, thầy Minh Tồn nói, khi mà cháu phát hiện ra thì theo cái trực giác của cháu nó, bởi vì cái chùa có sư cô mất tích ra khỏi chùa đó mấy tháng rồi, thì trực giác khi gần gũi, tới lui thì cháu nó nhìn nó biết, nó nhìn sơ. Cái trực giác trong chùa, khi chánh quyền hỏi thì cháu vẫn nói, mà tất cả mọi điều sư cô chối là sư cô không biết. Người ta hỏi sư cô và chính quyền hỏi cháu, người đó mặc đồ gì, cháu nói đồ vàng giống như sư cô vậy đó, không có tóc, sư cô cũng nói là không biết. Hỏi ở đây có người già, có ai mất tích không, sư cô nói là không, thì cháu nó có buột miệng nó nói là ở đây có người mất tích nhá. Rồi bình thường hỏi cháu người đó thế nào, cháu nói là sư cô đó không có vui. Bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề đó, thực ra giữa giờ phút này, khi chuyện xảy ra chúng tôi rất là bàng hoàng nhe, mà chúng tôi là người tu hành thì chấp nhận tất cả những sự gì. Tiếc là chúng tôi đang bệnh hoạn, chúng tôi xuất huyết bao tử, nghĩa là đến đây đêm xe nó chở tôi đi mấy lần rồi. Mà cái chuyện chùa của sư cô 2 năm rồi chúng tôi nói. Ngày xưa chúng tôi cố vấn về tinh thần, lễ lạc gì sư cô mời chúng tôi cũng qua. Sau này chúng tôi không qua lại nhiều tại vì chỉ còn mấy cái cây, nhưng mà cũng được sự chấp nhận của sư cô. Nói thật với huynh, có những điều mình không muốn nói chi tiết làm gì. Mình là người tu hành thì chín bỏ làm 10 chứ ngày xưa sư cô hứa cho để kinh kệ, sách vở đồ đạc để trong gara. Sau này sư cô không thích, sư cô đẩy đồ ra ngoài đó. Rồi chúng tôi mới buộc lòng làm cái chỗ đó mà cũng được sự đồng ý của sư cô. Chứ hỏi huynh, nếu sư cô không đồng ý làm sao chúng tôi làm ở đó được. Huynh nghĩ thử quanh nghe, mà thật ra huynh biết không, chúng tôi gửi đồ đạc ở đó thay vì huynh đi gửi đồ ở chỗ khác đi. Một tháng huynh đóng 100, 200 không nói gì, mà chúng tôi làm biết bao nhiêu công chuyện ở chùa. Nói xin lỗi, chúng tôi là vị tỳ kheo, sư cô nuôi một lần 4-5 con chó, chúng tôi phải hốt từng đống cứt chó, phải cắt cỏ cho sư cô, vườn tược cây cối sư cô chúng tôi phải làm phụ giúp cho sư cô. Bởi vì như điều hồi nãy chúng tôi nói đó, chúng tôi biết người bệnh hiện tại ở với sư cô, bây giờ không có nói chuyện được, bệnh lắm,
bây giờ tính ra là 34 năm rồi. Khi còn ở Việt Nam quê nhà, chúng tôi cảm kích trước tình cảm tội nghiệp, hoàn cảnh chùa triển đơn chiếc, thành ra chúng tôi mới làm điều đó mà không hiểu tại sao sư cô lại đi nói với người ta. Cái gì ở đây, nếu mà trắng là trắng, đen là đen. Khi mà phát ngôn viên nhà hữu trách người ta chưa có nói thì mình không nên nói. Sư cô đứng ra bảo lãnh cho cái người mất tích đó là sư cô bảo lãnh qua. Mà trong quá khứ, sư cô đã bảo lãnh 4 người rồi mà không ai ở được với sư cô hết. Tôi biết như vậy chứ không phải là không đâu. Có nhiều cái chi tiết khi chính quyền hỏi chúng tôi, chính quyền có cho cái giấy. Thầy móc túi lấy ra một tấm danh thiếp của cảnh sát cho chúng tôi đây này để khi mà có cái điều gì thì thông báo cho họ biết. Thành chúng tôi muốn đem cái tờ báo ra để mà trình bày cho cái ông Bolit này. Bởi vì tờ báo đó viết dựa theo cái cơ sở nào mà viết những cái điều đó. Huỳnh biết không, chúng tôi là người tu, chấp nhận tất cả. Nhưng mà Phật tử ở ngoài người ta bức xúc, người ta gọi hỏi chùa chiền, nó ảnh hưởng cho uy tín chúng tôi. Chúng tôi thưa thật với Huynh, chúng tôi ở cái nhà này hơn 20 năm rồi, chúng tôi chưa hề xin xỏ, quyên góp một điều gì hết, chúng tôi phần đông đều tự lực. Đó, không muốn tranh giành mà cũng không muốn đoạt lợi, không muốn làm một cái gì để mà. Mình biết cái khả năng của mình, sức lực của mình, tài đức của mình, thành ra mình tu giống như tu tịnh thôi. Đó, Huynh nghĩ tờ báo mà viết những điều đó thật sự đâu có liên can gì đâu. Thật sự ở đây cái quan trọng là cái chết. Tại sao? Lý do tại sao chết mà chưa biết cái xác đó. Nhưng mà theo lời cảnh sát họ đã nói rồi. Trong khi mà họ lục đồ ra thì chính cháu nó nghe cái người Mỹ xảo nghiệm. Họ lấy tờ giấy ra họ nói là passport Hồ Chí Minh City. Đó, Huynh thấy lúc đầu chúng tôi còn lo lắng không biết ai mà nhảy vô đó mà chết. Vì Huynh biết cái kho đó hoàn toàn không kín mít hết đâu. Nó che bằng một cái tấm bạt. Mà cái tấm bạt đó có thể vô bất cứ lúc nào cũng vô được chứ không phải là kín mít hết nhé. Mà cái chìa khóa kho là cháu nó giữ chứ tôi không giữ, bởi cháu nó phụ trách. Mà cái cửa hông sư cô đưa cái chìa khóa cho nó, Huynh biết như vậy không? Thành ra, thưa với Huynh, những điều chúng tôi nói là người tu hành, chúng tôi không muốn đấu tranh với ai hết, mà không muốn tạo cái oan trái với ai hết nhá. Nhưng mà chúng tôi ngại, điều thứ nhất là chúng tôi đang bệnh hoạn, xuất huyết bao tử, lo lắng nghĩ ngợi cái chuyện đó bởi những cái lời nói, cái dư luận, báo chí đăng tải mà người ta hỏi chúng tôi, không lẽ chúng tôi tránh, không trả lời không được. Mà khi chúng tôi nói ra, chúng tôi phải suy nghĩ, lo lắng, nếu mà cơn bệnh chúng tôi trở lại, phải vô nhà thương một hai lần nữa. Thật khi chúng tôi bệnh thì 10 người ai cũng nói chúng tôi là chết chứ không ai nói chúng tôi sống hết trơn. Huynh biết bệnh nặng lắm nhá, trơn cảng, bụng nó xương phình ra như vậy nè. Nói thật với Huynh, cái bao tử nó xuất huyết nhiều lần rồi chứ không phải thường đâu. Thành thử báo chí viết, mà chúng tôi biết, thành thật thưa với Huynh, không phải chúng tôi nói theo chúng tôi đâu. Chúng tôi lúc đầu là muốn yên lặng không muốn nói gì hết nhưng bây giờ báo chí đã đăng rồi. Chúng tôi nói thật với Huynh là cái bà đó. Ý Hòa Thượng nói là bà Hoa là cũng người của sư cô. Mà có người Phật tử người ta nói là trước khi báo chí được mời đến nói chuyện là họ đã sắp xếp hết rồi nhá. Mà cái bà mà Huynh nói, hỏi người ở ngoài mà làm sao biết rõ được những chi tiết trong chùa chiền. Nói chúng tôi không trả tiền nước. Nói này nói kia nói chuyện này chuyện nọ thì theo báo chí đọc thì biết rồi. Mà nói như vậy, hỏi Huynh làm sao Huynh thử nghĩ coi sư cô là người trụ trì ở đó. Mà nói sư cô nói mình không phải là trụ trì, sư cô muốn thôi thác trách nhiệm cho ai. Đó, thành ra cái người đó là chúng tôi đã biết rồi. Theo kinh nghiệm hiểu biết của Huynh, khi xảy ra một sự việc, mình không gọi là án mạng, bởi chính quyền đâu đã gọi là vụ giết người, có thể mình cho là giả thuyết, có thể họ tự tử vì buồn phiền gì đó nhá. Mà trước nguyên do xảy ra có chuyện gì? Mà chúng tôi được biết trong chùa chiền đã có xảy ra xung đột, nghĩa là có hai sư cô đánh lộn với nhau. Chúng tôi được biết qua Phật tử nói lại với chúng tôi, có những cái chúng tôi không mắt thấy nhưng biết được điều đó. Rồi sư cô là vị trụ trì mà sư cô không phân xử đồng đều, rồi bình thường sư cô ăn ở cũng khác bạt lắm. Thật sự mà nói có nhiều người ở ngoài người ta biết, để người ta lên tiếng, chúng tôi không nói, mà chúng tôi đã tính là không muốn nói lên điều đó, bởi vì mình ra một cái gì tổn hại cho ai, phá nát cái danh dự của người ta là không xứng hợp với người tu hành. Người tu hành có bổn phận là đem cái sự ích ban bố sự an vui, cái sự hạnh phúc chứ không có đem những sự tai họa, những sự bi thương, không có những điều đó. Thành ra theo chỗ chúng tôi biết, cái bà là Phật tử của chùa sư cô, mà trước cái ngày mà báo chí phỏng vấn là sư cô đã bàn tán cả cái cô Xuân Lan đó nữa là cố bênh vực cho sư cô. Nhưng mà ở đây trắng là trắng, đen là đen. Nói thật với Huynh, nếu mà cha làm tội, con cũng không thế được nữa. Thành chúng tôi nói thật, rất là buồn, chúng tôi rất là buồn nhá. Bản thân chúng tôi chịu đựng tất cả sự sỉ nhục, những sự xuyên tạc, những sự vu khống, những sự mạ lị, chúng tôi chấp nhận. Nhưng mà cái căn bệnh chúng tôi nói thật Huynh nó khó lòng lắm. Huynh muốn coi giấy tờ tôi đưa Huynh coi, trong năm nay chúng tôi vô nhà thương mấy lần rồi. Đến đây, chúng tôi xin phép Hòa Thượng để xác nhận rằng người phụ nữ chúng tôi đề cập trong bài tên là bà Hoa. Bà nói bà là Phật tử hàng ngày đi chùa Từ Quang, chúng tôi không hề quen biết bà, và chúng tôi thu âm lời của bà cũng như thu âm lời của sư cô trụ trì. Hòa Thượng nói tiếp,
Và đó là Phật tử mà theo người hiểu biết thì người ta sẽ dè dặt, bởi vì mình nói phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Sẵn đây tôi thưa với huynh luôn, theo tôi biết, cái bà này bà là Phật tử chùa, mà chùa chỉ có một người này thôi. Bà này rất là nhiều chuyện, mà cái sư cô hiện tại bây giờ mất tích đó mấy tháng nay, là bà này vô chùa cứ đâm thọc, hình như là cũng tới lui, nói chuyện của sư cô này cho sư cô kia cứ giày la sư cô này hoài. Đệ tử của thầy ngồi gần đó lên tiếng hỏi chúng tôi, có phải nhà bà có dàn bông giấy phía trước? Chúng tôi trả lời là phải, người đệ tử nói, đúng bà đó, bà giấu tên, không phải là Hoa. Thầy lên tiếng, bà đó là bà Thúy, huynh biết không? Cái bà đó bây giờ huynh không tin, huynh đến chùa hỏi bà Thúy là ai cũng biết hết. Chúng tôi hỏi thầy, theo lời sư cô trụ trì chùa Từ Quang thì cái chìa khóa nhà kho hoàn toàn do thầy và anh đây giữ chứ sư cô không có giữ. Và sư cô cũng không có biết là thầy để cái gì ở trong đó, thưa thầy có phải như vậy không? Thầy trả lời, thì thưa với huynh, nói sư cô không biết thì cũng không đúng. Thì đó chỉ có những đồ đạc, kinh sách ở trong đó với mấy cái đồ đạc mỗi năm cháu bán chợ Tết đó, thì biết chứ không phải là không biết. Nhưng sự thật cái chìa khóa kho đó là cháu nó giữ, như tôi đã trình bày với huynh đó, bởi vì tôi bệnh nhiều năm lắm thành ra cháu nó có giữ chìa khóa đó, nó phụ trách về cái chìa khóa đó, ngoài cháu ra không ai giữ chìa khóa đó hết. Chúng tôi hỏi, thưa thầy theo lời sư cô thì anh đây tới phát giác cái xác trong nhà kho vào lúc 3 giờ chiều mà trong lúc đó sư cô ở trong chùa mà lại không báo gì cho sư cô biết hết. Đợi đến 7 giờ tối mới gọi báo cho cảnh sát, điều đó có đúng không? Đệ tử của thầy ngồi đó trả lời, khi mà báo cho cảnh sát thì hoàn toàn không cho cô biết. Bài phỏng vấn đến đây tạm dừng, một số tình tiết mới sẽ được kênh chúng tôi cung cấp vào những video clip tiếp theo.